À, xin chào, đây là sản phẩm xe tải 3 tấn rưỡi thùng 4m3 Onlin 350 đời mới. Lốp đều bự hơn hết đó. Thùng này to hơn. Đây là phần cầu xe. Có trang bị phanh phần gương nè, nội thất, cabin khá rộng rãi. Đây là chiếc xe tải 3 tấn rưỡi nha, xe này đẹp, thùng 4m3 rất là đẹp.